Cắt tỉa cành hoa hồng là một trong những công đoạn cần thiết trong quá trình trồng hoa. Tuy nhiên, sau khi cắt tỉa, bạn cần biết cách chăm sóc để cây phát triển mọc chồi và xoay hoa. Bước 1 đó là tiến hành cắt tỉa các nhánh đã tàn sau đợt ra hoa trước đó. Những chậu hoa hồng bắt đầu khoảng 2/3 số lượng hoa trên cây thì bạn tiến hành cắt tỉa hết các nhánh để dưỡng cây mau hồi phục sau đợt hoa vừa qua. Bước thứ hai đó là thay chậu mới cho cây hoa hồng. Sau khi cắt tỉa nhánh hoa hồng đã xong, bước tiếp theo là thay chậu cho những chậu hồng. Việc này áp dụng cho những cây trồng trên chậu. Có thể dùng chậu nhựa vừa rẻ tiền vừa thuận tiện cho việc di chuyển. Giá thể trồng bạn có thể sử dụng bao gồm phân rơm mục, sơ dừa, trấu và phân hữu cơ. Không sử dụng tro vì tro có thể làm rễ cây hồng bị chết mạnh. Bước 4 đó là bón phân và chăm sóc phòng ngừa bệnh cho cây hoa hồng. Việc chăm sóc hoa hồng sau khi tỉa cành khá quan trọng, nếu không cẩn thận cây sẽ dễ bị nhiễm bệnh. Vì vậy phải đảm bảo cho cây trong quá trình chăm sóc để có thể ra đợt hoa tiếp theo. Chúc bạn có những cây hoa hồng tuyệt đẹp nhé. Sau khi xem video các bạn thấy thế nào, hãy bình luận vào bên dưới, đồng thời nhấn like and subscribe kênh để cập nhật những video mới nhé.